Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và trong chuỗi video về đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ, hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2022, cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành tiếp tục cập nhật các cái thông tin mới nhất về các sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ. Và trên hình quý vị và các bạn đang xem, đây là bộ đồ thờ cúng tâm linh của gia đình anh Phú chị Luyện tại Hải Dương. Trước đây gia đình cũng đã lấy hàng của cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành, đó là bàn thờ ô sa, cuốn thư câu đối, ngai thờ. Và tiếp tục ngày hôm nay chúng tôi sẽ quay hoàn thiện bộ sản phẩm gồm có bàn cơm, khám thờ, hạc và bát biểu. Gia đình đặt cách đây cũng đã 3 tháng. Hôm nay cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành có hoàn thiện xong và quay lại video clip một lượt gửi tới gia đình cũng như tới tất cả quý khách hàng đang tham khảo các cái sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào thông số, kỹ thuật, đường nét chi tiết. Thì đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu đó là bàn thờ gia tiên, đây hay còn gọi là bàn cơm. Bởi vì trước đây gia đình cũng có đã một chiếc bàn chính, đó là chiếc bàn thờ ô sa. Thì đây chiếc bàn cơm cũng được làm gần giống với chiếc ô sa, có khác một chút. Ở đây chân là chân 12, phía dưới phần chân được đục lá tây. Và phần giữa chân thì được đục cây tứ quý và đầu chân thì được đục hổ phù. Phần dạ thì được đục đó là kỳ lân, rùa, giống với cửa võng. Chính giữa là hổ phù và phần dạ hai bên được đục đó là long hóa mai. Chiếc bàn thờ hay còn gọi bàn cơm này được làm với kích thước dài là 1m87, chiều sâu là 75 và chiều cao là 1m07. 1m07 thuộc cung Quý Tử, 75 thuộc cung Nghinh Phúc và 1m87 thuộc cung Hưng Vượng. Đều là các cái thông số chuẩn phong thủy, thước lỗ ban, số đỏ, số đẹp để tránh cái vận hạn cho gia đình. Khi chúng tôi làm về đồ thờ cúng tâm linh, chúng tôi rất tôn trọng các cái số đỏ, số đẹp, thước phong thủy, lỗ ban. Không phải cứ ai đặt là làm. Chúng tôi phải làm theo kích thước chuẩn để còn giữ lại cái tâm của nghề. Và chiếc khám thờ được làm mấy thông số kích thước như sau: dài 97, cao 97 và sâu 42. 42 thuộc cung Tài Vượng, 97 thuộc cung Lợi Ích. Và khám ở đây đó là khám thờ gia tiên với 3 chuồng cửa và phía trên thì có các lèo ô đố đều được thiết kế rất là đẹp, bắt mắt. Hai phần chương khám thì được đục đó là phượng hoàng và phía giữa phần chính diện chương được đục long hóa mai, trầu và bông hoa hồng. Mẫu thiết kế rất là đẹp, sang trọng, tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ và được làm trên nền chất liệu gỗ gụ của Lào. Thì hiện tại gỗ gụ của Lào đang được người dân sử dụng tới 99%, bởi vì cái chất liệu gỗ dễ điêu khắc cho người thợ, giá thành hợp lý và khi hoàn thiện lên cũng rất là đẹp. Phần hồi ngang này là phủ bì là sâu 75, chân là chân 12. Phần giữa của chân được đục 4 cây tứ quý 4 mùa, tùng cúc trúc mai. Đầu chân thì được đục hổ phù, phía trên là có hai tầng cổ giật cấp trong ngoài. Và bốn góc của ban thờ thì có bao loan. Ở đây phần mặt ban thờ cũng được sơn đỏ, tức là sơn son thép vàng, phủ hoàng kim. Toàn bộ được phủ hoàng kim, đó là phủ một lớp sơn nhật, giữ cho bề mặt vàng sáng bóng, mịn, tăng cái tuổi thọ của vàng lên rất là cao. Từ 15 tới 20 năm, có thể là lên tới 30 năm. Nếu như chúng ta thắp hương ít thì tuổi thọ của vàng có thể giữ được rất là lâu. Và nếu chúng ta mà đặt vào cái không gian như đình chùa, miếu mạo nhiều thì cái tuổi thọ của vàng nó sẽ giảm xuống. Và tiếp theo chúng ta cùng chiêm ngưỡng tới đôi hạc. Đôi hạc sẽ cưỡi lên trên, đó là mình rùa. Ở đây đó là rùa hóa long. Bộ hạc thờ này, trong video clip mộc, cơ sở đã giới thiệu rất là kỹ về cái phần rùa hóa long. Thì kích thước như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu qua video clip ngày hôm nay. Rùa hóa long với kích thước cao 28 thuộc cung Đăng Khoa, dài 62 cm thuộc cung Thuận Khoa.
và rộng là 50 cm, đó là cung Thêm Phúc. Đầu rồng đã được thế vào đầu rùa. Đấy, quý khách để ý rất là đẹp, được điêu khắc từ bàn tay của những người nghệ nhân. Và về phần chân móng của đôi hạc cũng rất là kỹ, chúng ta có thể xem qua video clip rất là chi tiết, tôi sẽ quay rất chậm tỉ mỉ cho quý khách cùng tham khảo. Và về đôi hạc, đôi hạc này được làm cao 2m17, tính cả phần hoa sen ở phía trên cùng. Phía trên đầu của hạc thì ở đây hạc đang ngậm đó là bông hoa sen. Hoa sen thì thường gắn liền với Phật. Cao 2m17, dài 97 và rộng 50. Ở đây hạc này được ghép bằng gỗ mita, ghép đặc, không phải hàng rỗng như trên thị trường quý vị các bạn đang xem. Hạc đang tồn tại trên thị trường đó là hàng đặc và hàng rỗng. Thì ở đây chúng tôi đã làm rùa đặc, hạc đặc cho gia đình nhà anh Phú tại Hải Dương. Thì quý khách muốn sở hữu bộ sản phẩm như này, hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Các cái chi tiết nhỏ nhất chúng tôi cũng làm rất là kỹ, từ răng tới mắt tới râu rồng và tới tóc của rồng. Rất là đẹp, trông rất là dữ. Và về phần móng của hạc, chân đều được lóc vẩy. Nó khác biệt rất nhiều so với hàng chợ trên thị trường hiện nay. Quý khách hãy bớt chút thời gian, bỏ ra từ 5 tới 10 phút, hãy xem hết các video clip của cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành thì sẽ phân biệt được đâu là hàng chợ và đâu là hàng kỹ. Ở đây toàn bộ bộ đồ thờ cúng tâm linh sẽ được thép vàng Đài Loan, phủ hoàng kim. Đây là về phần thân hạc, cũng được điêu khắc bằng tay, rất là trau chuốt tỉ mỉ. Từ phần lông tới phần gáy, tới phần điểm nhãn. Phía trên là bông hoa sen. Khi chúng tôi bàn giao thì gia đình cũng muốn kê thành bộ đúng như này. Thì cái không gian diện tích của gia đình đang còn rất là rộng. Và chúng ta cùng đi đến với thông số của bộ bát biểu. Bộ bát biểu này cũng được làm kích thước đó là cao từ dưới đất lên đến hết. Đó là 2m17. 2m17 thuộc cung tài lộc. Và ở đây đó là gồm có 2 biển, 8 bát và 2 giá rồng. Và phần biển này được điêu khắc chữ Hán Nôm như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu qua video clip ngày hôm nay. Chúng ta cùng đi đến phần giá bên trái trước và chiêm ngưỡng phần giá rồng. Giá rồng này được làm với thông số kích thước là dài 2m. Độ dày của phần thân rồng là 12 cm, liền khối là 8, còn chắp lên là 12, được đục rồng. Thép vàng rất là đẹp, còn lại đâu là chúng ta lộng son. Phía dưới giá rồng đó là chân nghê, sẽ được đục 6 mặt như nhau, 3 chú nghê. Phía dưới phần đế là được đục 3 chú nghê và 6 mặt như nhau, chúng tôi đều đục 2 mặt hết. Và về phần thân gậy của bát biểu làm dày 5 cm, phía dưới được tiện củ hành. Để tránh chúng ta nhầm với hàng chợ thì đây đó là thuộc về hàng kỹ, tỉ mỉ, trau chuốt sắc nét tới từng chi tiết nhỏ. Và phía trên phần bát biểu thì được điêu khắc đó là Tịnh Túc Hồi Tị. Đây là hình tượng để tái hiện lại các cái thú chơi tao nhã của quan văn. Nếu như quan võ là chấp kích thì quan văn là bát biểu. Thì ở đây gia đình nhà thờ nhà anh Phú có thờ các cái quan văn, tức là ngày xưa các quan có đi giúp cho triều đình nhưng là quan văn, thì chúng ta sẽ thờ bát biểu. Thì chữ Hán Nôm ở đây một mặt là Tĩnh Túc, trên mình quý vị và các bạn đang xem. Thì Tĩnh Túc ý nói là khi những người quan liêu chúng ta đã đạt được một danh phẩm, một chức sắc nhất định để hồi hương về quê. Thì khi đi đầu đó là chiếc biển Tĩnh Túc, là người dân phải tĩnh lặng để đón các vị quan trở về. Hồi tị tức là hồi hương. Cơ sở đã giải thích rất rõ. Đây phía mặt bên sau là chữ Hồi Tị.
và về các cái phần bát này đều được làm dày 5 cm, được điêu khắc đó là tù và, đàn ca sáo nhị, khánh, cuốn sách, cuốn thư hay là lục kiếm, các cái thú chơi tao nhã của quan văn ngày xưa ở trong hoàng cung. Khi chúng ta hầu cận vua thì có các cái thú chơi tao nhã đó là thổi tù và, hay là dùng các cái lục kiếm, hay là bầu rượu, túi thơ, ngâm thơ, và các cái hình đàn nguyệt, đàn tranh, đó là gắn liền với các quan văn. Và bây giờ con cháu muốn tưởng nhớ tới ông bà, tổ tiên hay là các vị quan, chúng ta có thể sắm bộ bát biểu hoặc bộ chấp kích để chúng ta có thể thờ cúng, để mong cho mọi sự tốt lành, vạn sự bình an, mọi việc được may mắn. Phần biển là được điêu khắc đó là tĩnh túc, hồi tị. Chúng ta có thể để biển ở đầu, để sau đó là sẽ đến các cái bát, và phía trên phần bát này có các thẻ bài. Các thẻ bài thì đều được đục đó là long hóa, cũng được sơn son thiếp vàng, rất là đẹp và bắt mắt. Được làm trên nền chất liệu gỗ mita, một loại gỗ rất là quý hiếm để làm đồ thờ cúng tâm linh. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bộ bát biểu đôi hạc thờ cao 2m20 và một bàn cơm, một khám thờ. Đây là lô hàng đồ thờ cúng tâm linh của gia đình nhà anh Phú, chị Luyện tại thành phố Hải Dương. Gia đình sẽ bàn giao trong sáng 16 âm lịch. Thì quý khách nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi các cái video clip bàn giao cũng như giới thiệu hàng mộc, hàng hoàn thiện. Quý khách muốn đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thành Lanh sẽ tư vấn chi tiết, báo giá cụ thể cũng như tư vấn về chất liệu gỗ đảm bảo cho quý khách trong quy trình sử dụng. Đôi hạc thờ này cao 2m17, bàn thờ thì cao 1m07, dài 1m87, sâu 75. Khám thờ là dài 97, cao 97 và sâu 42. Chiếc bàn thờ này là do gia đình xem ở trên mạng, gửi mẫu về cho cơ sở đồ gỗ Đồ Thành Lanh để làm nên. Chiếc bàn cơm, trước đây gia đình cũng đã sắm đó là ô sa, cuốn thư câu đối và 5 cỗ ngai thờ, 5 cỗ bài vị. Hôm nay gia đình tiếp tục sắm tiếp đó là một bộ đồ thờ cúng tâm linh. Bộ đồ thờ này không khác gì một ngôi đình thu nhỏ, có cả bát biểu, cả hạc, cả khám, cả ô sa, cuốn thư câu đối, đầy đủ. Và về phần dạ của khám thờ cũng được điêu khắc đó là hổ phù. Hổ phù sau đó sẽ được làm hóa thì trông nó đỡ dữ hơn, đó là hổ phù thật. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thành Lanh có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng. Ở đây cỗ khám thờ được làm 3 gian, có cánh cửa mở. Chúng ta có thể đặt linh vị của các quan hoặc linh vị của ông bà tổ tiên tại tư gia. Chúng ta có thể đặt vào trong khám. Thì khám thờ nó tượng trưng giống như một ngôi nhà. Khi ông bà tổ tiên các quan về ngự thì sẽ được ngự trong ngôi nhà ấm cúng. Ở phía phần hồi và phần trương đều được bịt bằng ván. Video đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Đồ Thành Lanh tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại tổng thể một lần nữa bộ đồ thờ cúng của gia đình anh Phú tại Hải Dương. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.